Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Rất vui khi được quay trở lại cùng anh em trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này, đồng hồ Minh Triệu sẽ cùng anh em trải nghiệm một chiếc Frank Muller. Đây là một chiếc đã qua sử dụng, độ mới cao, không còn móc của Frank Muller đi kèm. Nhưng khi anh em mua sản phẩm tại đồng hồ Minh Triệu, bên mình vẫn cung cấp cho anh em cái bóc thiết kế bằng gỗ cực kỳ sang trọng anh em ạ. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc Frank Muller mà ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em là một sản phẩm sử dụng một cái bộ khung vỏ toàn bộ bằng vàng khối, vàng đúc đặc 18K. Những cái chi tiết nhỏ nhất của chiếc Frank Muller này cũng được thiết kế bằng vàng, từ bộ kim cọc số cho đến núm, niềm benzen cũng như là toàn bộ phần khóa này cũng được thiết kế bằng vàng khối với đầy đủ những chiếc ký hiệu của vàng. Thì lát nữa mình sẽ show lên cho anh em xem, cũng như là toàn bộ phần lắp đáy của chúng ta cũng thiết kế bằng vàng khối anh em nhé. Và đây là màu vàng hồng, vàng rose gold. Vàng rose gold này nó vô cùng hiếm và nó có giá thành cao hơn so với màu vàng yellow gold anh em ạ. Và nhắc đến thương hiệu Frank Muller thì chắc hẳn là anh em sẽ nghĩ ngay đến những chiếc đồng hồ với hình dạng thiết kế sẽ là hình vuông, hình chữ nhật, góc cạnh nam tính đúng không ạ? Tuy nhiên thì ngày hôm nay đồng hồ Minh Triệu sẽ mang đến cho anh em một cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Một chiếc Frank Muller với hình dạng đó chính là hình tròn cổ điển, và có thể nói là chiếc này cực kỳ độc và hiếm ở thời điểm hiện tại anh em nhé. Tìm chiếc thứ hai nó vô cùng khó anh em ạ. Và ngày hôm nay thì đồng hồ Minh Triệu về một chiếc Frank Muller với mặt đồ màu trắng tinh khiết, và đây là mặt trắng men anh em ạ. Mặt trắng này nó vô cùng sáng, nó sẽ làm cho bộ kim cọc số chúng ta nó nổi bật rực rỡ hơn rất là nhiều. Và đi kèm sẽ là bộ dây da cá sấu màu vàng vô cùng lịch lãm. Anh em quan sát là bên trong mặt số của chúng ta nổi bật thì sẽ là những cọc số vạch, và toàn bộ các cọc số này đều được thiết kế bằng vàng khối 18K. Những cọc số vạch của chúng ta được Frank Muller đánh vát lên tới 4 cạnh nhằm tăng khả năng hấp thụ ánh sáng. Và tương ứng với những cặp số thì chúng ta sẽ có những cái dấu chấm thiết kế hình tròn, và toàn bộ những cái dấu chấm này cũng được thiết kế bằng vàng khối 18K. Là ngoài cùng thì sẽ là những vạch chưa phút, vạch auto rim được thiết kế dạng dấu chấm. Đó, nó rất là sáng trên mặt đồ màu trắng này. Riêng vị trí góc 12 giờ chúng ta được Frank Muller trang bị lên tới 2 cọc số vạch tạo điểm nhấn. Vị trí góc 3 giờ chúng ta được Frank Muller lược bỏ bớt đi một cọc số vạch, và thay vào đó thì hãng đã khéo léo thêm một ô lịch ngày, và với ô lịch thiết kế tại vị trí này giúp anh em quan sát lịch một cách cực kỳ tiện lợi. Góc 12 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ ở Frank Muller Geneva. Geneva là một thành phố lớn thứ hai tại Thụy Sĩ, và đây là cái nơi mà sản sinh ra rất là nhiều thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng, và trong đó có thương hiệu Frank Muller của chúng ta. Chúng ta sẽ có bộ kim ngày hôm nay được Frank Muller tạo hình đẹp, và toàn bộ hai kim này cũng được thiết kế bằng vàng khối 18K. Anh em quan sát là trục chính của chúng ta được Frank Muller lược bỏ bớt đi một kim dây dài, và thay vào đó thì hãng đã khéo léo thêm một sắp đồ nằm tại vị trí góc 6 giờ. Đây là sắp đồ small second, là kim dây chính của đồng hồ. Kim này liên tục di chuyển và kim dây chuyển động rất là mượt mà, nhờ sử dụng bộ máy có tần số rộng lên tới 25.200 VPH. Cái nền mà nơi chứa bộ kim này chúng ta cũng được hãng thiết kế bằng những đường tròn đồng tâm, nó sẽ tạo ra những hiệu ứng rất là tuyệt vời. Và xung quanh cái nền này chúng ta được thiết kế bằng những vạch chia phút thiết kế rất là nhỏ. Bên dưới chúng ta sẽ có dòng chữ là Squidmed, sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ. Mặt kính của chúng ta ngày hôm nay được Frank Muller trang bị mặt kính sapphire nguyên khối. Với mặt kính sapphire giúp anh em tránh được vết xước khi mà chúng ta va chạm trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Toàn thân của chúng ta thiết kế bằng vàng khối 18K, hai bên hông được tạo hình đẹp. Anh em quan sát là phần thân của chúng ta được thiết kế đánh vát xuống phần đáy. Với thiết kế này thì khi anh em nhìn ngang bên hông, cảm giác cái độ dày chúng ta nó mỏng đi cực kỳ nhiều. Đồng thời thì anh em quan sát phần lắc tô lắc của chúng ta, hai cái càng thiết kế khá là dài. Và với thiết kế này thì kể anh em tay to một chút cũng có thể đeo được chiếc Frank Muller này. Ở chiếc này chúng ta với size mặt là 36mm, độ dày thì siêu mỏng, chỉ khoảng 6-7mm mà thôi. Trang bị bộ máy cơ automatic, bộ máy in-house của Frank Muller, nhưng mỏng chỉ như một chiếc đồng hồ pin mà thôi anh em nhé. Và với thiết kế này thì sẽ phù hợp với anh em cổ tay lý tưởng từ 16-16.2cm, đeo rất là tuyệt vời. Mình sẽ trên tay để anh em thấy được độ đẹp, độ chất của chiếc Frank Muller này ạ, cực kỳ đẹp. Và toàn thân của chúng ta được Frank Muller thiết kế bằng vàng khối 18K với vàng, một kim loại quý. Nó có khả năng bắt sáng rất là tốt cũng như khả năng ánh kim mạnh. Và anh em rửa tay hay tiếp xúc hóa chất cũng không lo bị bay màu như là mạ PVD, mà ngược lại nó sẽ càng sáng càng bóng bẩy, như là một lần anh em đánh bóng trang sức ạ. Niềm benzen của chúng ta ngày hôm nay được Frank Muller hoàn thiện bóng, và đây là một niềng thiết kế dạng chia tầng. Với thiết kế cái niềng chia tầng này, nó tạo chúng ta cảm giác cái đường kính nó rộng hơn khi mà anh em nhìn trực diện. Và anh em trên tay một chiếc 36mm nó sẽ tựa như là một chiếc 37-38 ạ. Ở phía bên phải tại vị trí góc 3 giờ chúng ta sẽ làm núm điều chỉnh thời gian. Ở bên trên núm chúng ta với một logo của Frank Muller được hoàn thiện nổi, và thiết kế núm tạo hình cạnh khía răng cưa này giúp anh em dễ dàng lên cót tay, và chúng ta có thể kéo núm ra điều chỉnh lịch vào giờ cực kỳ tiện lợi. Và mình sẽ làm để cho anh em quan sát ạ. Anh em quan sát là khi mà mình lên cót thì cái tiếng cót tay của chúng ta nghe rất là đã. Đó, nó sẽ khác hẳn so với những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ khác anh em nhé. Chỉnh giờ thì anh em kéo hết núm ra, sau đó anh em đưa đồng hồ về múi giờ mong muốn ạ. Sau khi đồng hồ về múi giờ mong muốn rồi thì anh em bấm hết núm lại, chúng ta lại kéo nhẹ ra một nấc thôi ạ.
Sau khi kéo nhẹ ra mặt đất rồi thì anh em vặn núm theo chiều kim đồng hồ. Đó, anh em quan sát lịch ngày chúng ta sẽ nhảy về ngày mới ạ. Sau khi chỉnh lịch và giờ xong thì anh em bấm hết núm lại để đồng hồ tiếp tục vận hành và đảm bảo tính năng chống nước hoàn hảo cho đồng hồ. Đi kèm với đồng hồ chúng ta sẽ bộ dây da cá sấu màu vàng. Và đây là bộ dây da đã được hành khách nâng cấp lên rồi anh em nhé. Thực sự là cái màu sắc của bộ dây này nó rất là hợp với cả cái màu khung vỏ. Nó được thiết kế bằng màu vàng hồng anh em ạ. Đi kèm với bộ dây da thì chúng ta sẽ bộ khóa xiên của phanh Müller. Và toàn bộ khóa của chúng ta cũng được phanh Müller thiết kế bằng vàng khối 18K với đầy đủ những chuyện ký hiệu của vàng. Mình sẽ show lên cho anh em xem. Anh em quan sát là chúng ta sẽ có chuyện là đây là một chuyện logo của phanh Müller này. Bên này chúng ta sẽ có chuyện 750. 750 là ký hiệu của vàng anh em nhé, AU750. Như chữ còn hoàn thiện khá là sắc nét, mình soi lên vẫn không bị vỡ. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm mặt sau đồng hồ ạ. Mặt sau của chúng ta ngày hôm nay được phanh Müller thiết kế lộ máy. Bộ máy sử dụng trên chiếc phanh Müller này là bộ máy in-house do hãng tự chế tạo, sản xuất và lắp ráp. Với bộ máy này thì anh em sẽ có 26 chân kính, 25.200 dao động và khoảng 48 giờ tích cót cho anh em trải nghiệm. Cỗ máy cực kỳ tuyệt vời. Quả văng rất là nhạy. Quả văng của chúng ta ngày hôm nay được phanh Müller tạo hình đẹp. Và đây là quả văng được làm từ platinum. Platinum có nghĩa là bạch kim và điều đó thể hiện rõ thông qua chuyện ở đây. Chúng ta sẽ có chuyện là PT950. Đó chính là ký hiệu của platinum là bạch kim anh em ạ. Và một số anh em thường nhầm lẫn giữa bạch kim và vàng trắng anh em nhé. Mình xin đính chính với anh em là bạch kim ạ. Nó là một cái kim loại vô cùng quý hiếm và nó có giá trị đắt gấp 2 lần vàng trắng. Đó, và nguyên tố hóa học của bạch kim và vàng nó cũng đều khác nhau. Đó, bạch kim thì màu nó sẽ sáng hơn một chút và nó mềm. Đó, nó cũng khá là dễ móc méo. Chính vì vậy thì nó sẽ được chế tạo để làm quả văng, chứ không thể chế tạo làm những chi tiết bên trong. Nó cần độ cứng cao hơn anh em ạ. Bên trên quả văng chúng ta sẽ có dòng chữ là PT950 này, ADG8POS. Chúng ta sẽ có Frank Müller Geneva. Đó, và toàn bộ quả văng của chúng ta được hoàn thiện là bởi những tia phay xước và những đường kẻ sọc tạo điểm nhấn. Anh em quan sát vị trí ba đồng wheel chúng ta chuyển động rất là mượt mà. Bên dưới bánh xe cân bằng, anh em có thể nhìn thấy rõ bộ phận thoát đồng hồ như là bánh xe gai, con ngựa và bộ phận vành tóc chuyển động liên hồi mượt mà. Bộ máy của chúng ta ngày hôm nay được tạo thành từ những bánh răng, những con ốc nung xanh và những chân kính màu hồng. Bộ máy cực kỳ nhiều màu sắc. Và để lên được màu xanh của ốc nung này thì đòi hỏi các nghệ nhân chế tác đồng hồ chúng ta phải nung ở nhiệt độ thích hợp. Cụ thể là 570 độ F thì mới lên được màu xanh tuyệt vời như này. Chúng ta sẽ có những thông tin được chiếm khắc ngay cả bên trong máy anh em ạ. Chúng ta sẽ có 26, 26 thư skip mét. Bộ máy của chúng ta ngày hôm nay được Frank Müller trang bị lên tới 26 chân kính và skip mét là sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ. Chúng ta sẽ có con số là 1918. Đây là bộ máy sử dụng trên chiếc này. Và tại vị trí này chúng ta sẽ nhìn thấy ổ cót. Đây là nơi dự trữ năng lượng của đồng hồ anh em nhé. Mặt sau của chúng ta được chiếm khắc một số thông tin. Chúng ta sẽ có no 96. Đây là số thứ tự của chiếc này. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay còn được đánh số thứ tự anh em ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ có 2000 AG. Đây là bộ sưu tập của chiếc này. Và để minh chứng cho chiếc đồng hồ chúng ta sử dụng bộ khung vỏ toàn bộ bằng vàng khối 18K thì hãng đã đóng chúng ta đầy đủ những chuyện ký hiệu của vàng và mình sẽ show lên cận cảnh cho anh em quan sát ạ. Và sẽ có một cái chuyện đầu chó Bách Na. Mình sẽ show lên cận cảnh để cho anh em nhìn thấy rõ hình hài thần thái của chú chó này. Rất là kỹ anh em ạ. Đây là hiện tại mình đang soi bằng một kính lúp cho anh em xem. Nếu như anh em nhìn bằng mắt thường thì chúng ta không thể nhìn thấy rõ được chuyện đầu chó nét như này đâu anh em ạ. Tiếp theo thì bên dưới chúng ta sẽ có chuyện 750. Đó, AU750 ký hiệu của vàng. Cùng với đó chúng ta sẽ có chuyện cân tiểu ly ở đây. Tiếp theo bên này chúng ta sẽ có chuyện là SIR. Đây là chuyện ký hiệu của hãng. Và với sự xuất hiện của đầy đủ những chuyện này, chúng ta có thể kết luận đây là một chiếc đồng hồ sử dụng bộ khung vỏ toàn bộ bằng vàng khối 18K anh em nhé. Vừa rồi mình đã cùng anh em trải nghiệm một sản phẩm chính hãng đến từ Thụy Sĩ, mang thương hiệu Frank Müller. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sử dụng bộ khung vỏ toàn bộ bằng vàng khối 18K. Và đây là cái phiên bản vô cùng hiếm thời điểm hiện tại, vì Frank Müller rất là ít khi sản xuất ra những chiếc đồng hồ mặt tròn như này, mà đa số hãng chỉ tập trung sản xuất phát triển ở những chiếc đồng hồ mặt vuông mặt chữ nhật thôi anh em ạ. Thực sự sản phẩm của chúng ta sẽ là một cái món đồ rất đáng để anh em chơi và sưu tầm. Và ngày hôm nay thì đồng hồ Minh Triệu giao lưu với anh em mức giá cực kỳ tốt, mức giá chỉ 110 triệu mà thôi. Áp dụng cho anh em bấm đăng ký kênh cũng như theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Và các sản phẩm đồng hồ Minh Triệu bán ra cam kết với anh em hàng chính hãng 100%. Khi anh em mua hàng, bên mình sẽ cung cấp cho anh em một phiếu cam kết bán hàng chính hãng tại đồng hồ Minh Triệu đi kèm. Vì hiện nay thị trường hàng giả, hàng nhái làm tràn lan, làm anh em hoang mang, lo lắng, không biết mua ở đâu, tin tưởng, uy tín, thì anh em hãy đến với đồng hồ Minh Triệu. Anh em sẽ thấy được sự an tâm, hài lòng khi sử dụng đồng hồ. Các sản phẩm bên mình bán ra cam kết chính hãng 100%, sẵn sàng đi thẩm định của anh em tại bất kỳ trung tâm, cơ sở uy tín về đồng hồ tại Hà Nội. Nếu anh em có nhu cầu, bên mình sẽ cấp thêm cho anh em thẻ bảo hành 2 năm để anh em yên tâm sử dụng. Và nếu anh em Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình, 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm.
Nếu anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp trên Chuyển Phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu